và thế hệ đột phá. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất hân hạnh chào đón mọi người đến với chương trình giới thiệu xe của Toyota. Tôi là Tâm Phan và phía sau tôi đây đó là thế hệ thứ hai của mẫu xe được xem như là thành công nhất tại thị trường Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua. Đó là chiếc xe Toyota Innova. Và phiên bản chiếc xe Innova chúng tôi sử dụng trong bài viết lần này đó là phiên bản V, phiên bản cao cấp nhất. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem phiên bản mới của Innova có những điểm gì thay đổi và những thay đổi này liệu có giúp nó tiếp nối những thành công của thế hệ trước hay không nhé. Kích thước Innova thế hệ thứ hai nhỉnh hơn một chút so với thế hệ đầu. Cụ thể thì Innova 2016 dài hơn 146mm, rộng hơn 55mm và cao hơn 45mm. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2m750. Phần đầu xe, gương mặt của Innova 2016 ấn tượng hơn với cụm lưới tản nhiệt có kích thước lớn, đèn chiếu gần và đèn định vị sử dụng công nghệ LED. Ngoài khả năng bật tắt tự động, hệ thống đèn này còn có khả năng thay đổi góc chiếu nhằm tối ưu tầm quan sát khi lái xe ban đêm. Có một thay đổi nhỏ nữa là đèn xi nhan đã được di chuyển xuống dưới, tích hợp vào cụm đèn sương mù. Mâm xe là loại hợp kim nhôm có kích thước 17 inch, có thiết kế mới trông thể thao và bắt mắt. Kính chiếu hậu cũng đã được thiết kế lại khí động học hơn, tích hợp đèn báo rẽ, rơm và khả năng cập điện. Các đường gân dập nổi khá rõ ràng chạy dọc theo thân xe, giúp cho nhìn ngang xe có vẻ khoe khoắn và chắc chắn hơn. Ô cửa sổ nằm giữa cục C và cục D đã được thiết kế ngược vuốt lên trên, phân biệt với loại đổ dồn xuống dưới giống như ở trên phiên bản trước. Ở phần sau xe, phía trên là anten hình vây cá. Đèn hậu của xe được thiết kế hình boomerang trông bắt mắt. Tuy nhiên, hơi tiếc chút xíu là vẫn chưa được tích hợp công nghệ LED giống như đèn phía trước. Trên phiên bản V, Innova 2016 được tích hợp cảm biến lùi, tuy nhiên camera gear là một lựa chọn thêm chứ không được tích hợp sẵn. Ở khoang hành lý, phiên bản Innova 2016 cũng có kích thước để đồ lớn hơn so với phiên bản trước đó. Nội thất của Innova mới không thua kém gì so với nội thất của những dòng xe cao cấp hiện nay. Không thể tin được là một chiếc xe 7 chỗ phổ thông lại được trang bị ghế da màu nâu cà phê bên trong và điểm thêm những chi tiết ốp gỗ mang lại cảm giác sang trọng. Đặc biệt, Toyota còn chu đáo trang bị cho Innova phiên bản V tính năng đèn ambient. Tôi cảm giác như đang ngồi trong một chiếc xe cao cấp có giá cao hơn mức giá của Innova nhiều. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người lái có thể thấy ở ngay đây, vô lăng của Innova 2016 được bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, nhiều phím tiện ích, hỗ trợ trợ lực và khả năng chỉnh tay 4 hướng. Màn hình tốc độ Optitron trên phiên bản Innova thế hệ trước nếu như được xem là đẹp nhất trong cùng phân khúc thì nay còn đẹp hơn, với thiết kế 3D hình khối nổi đi kèm với lại màn hình đa thông tin hiện đại. Ghế lái có chức năng điều chỉnh điện 8 hướng khá tiện lợi, có nhiều ngăn để đồ xung quanh ghế ngồi, ngăn làm lạnh và khay sạc điện thoại. Hệ thống khóa thông minh đi kèm với nút bật tắt động cơ, hệ thống điều hòa tự động trước sau với các cửa gió phục vụ đến từng băng ghế. Dĩ nhiên, hệ thống điều hòa của Innova 2016 là loại 2 dàn lạnh, tiếp tục phát huy ưu điểm làm lạnh nhanh của Innova thế hệ trước. Hệ thống giải trí nổi bật với màn hình 7 inch, 6 loa, chơi DVD, đặc biệt khả năng kết nối mạnh. Ngoài các chuẩn USB, Bluetooth, khe cắm thẻ nhớ, AUX thì còn có kết nối HDMI, hiển thị hình ảnh từ các thiết bị di động. Đặc biệt, Innova 2016 được bổ sung thêm 2 chế độ lái lựa chọn thông minh thông qua nút bấm. Các chế độ này sẽ tác động vào động cơ, hộp số và cả hệ thống điều hòa. Chế độ Eco Mode sẽ phát huy hiệu quả khi xe chạy với tốc độ đều và hệ thống làm mát đã ổn định. Chế độ Power Mode sẽ phát huy tác dụng khi xe chất nhiều tải. Sự khác biệt giữa các chế độ này như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần đánh giá xe tiếp theo nhé. Thêm một điểm cộng cho khoang nội thất của Innova phiên bản 2016 đó là hàng ghế thứ hai, ngoài việc lưng ghế có thể điều chỉnh được độ nghiêng còn có thể trượt lên trượt xuống nhằm tăng thêm không gian cho hàng ghế phía sau. Ngoài ra, ở hàng ghế thứ hai này còn được trang bị thêm bệ tì tay và bàn gập phía trước, giúp cho người ngồi cảm giác sang trọng, tiện nghi và thoải mái. Những chi tiết nhỏ này sẽ rất hữu ích trong những chuyến hành trình xa. Ngoài ra, để tăng thêm khoảng để chân cho hàng ghế thứ hai, từ vị trí này chúng ta có thể dịch chuyển hàng ghế phía trước thông qua một cái lẫy ở phía trên. Động cơ 2 lít 4 xi lanh thẳng hàng của Innova thế hệ mới có công nghệ van biến thiên kép cho cửa nạp và xả, thay vì chỉ có van biến thiên đơn cho cửa nạp như ở đời trước. Sự cải tiến này giúp động cơ trên Innova mới tăng thêm 3 mã lực so với trước,
đạt 137 mã lực và mô men xoắn cực đại 183 Nm. Công nghệ van biến thiên kép cùng với hộp số tự động 6 cấp cũng hứa hẹn mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, phân bổ công suất mượt hơn hộp số tự động 4 cấp đời trước. Chế độ sang số thể thao cộng trừ giúp người lái chủ động hơn khi cần. Về khung gầm, Toyota cho biết là họ cũng cải thiện độ cứng phần khung gầm trên Innova 2016. Điều này hứa hẹn sẽ đem lại cảm giác lái và độ ổn định tốt hơn khi chạy ở tốc độ cao. Về an toàn, xe Innova 2016 được trang bị an toàn nổi bật với 7 túi khí, ổn định thân xe điện tử và khởi hành ngang dốc. Việc bổ sung thêm hệ thống ổn định thân xe điện tử và số túi khí nhiều nhất trong phân khúc cho thấy Toyota đã chú trọng đến sự an toàn nhiều hơn cho khách hàng của mình. Toyota từ xưa đến nay rất ít khi chạy đua về mặt trang thiết bị so với những hãng khác. Tuy nhiên, trên chiếc xe Innova thế hệ thứ 2, Toyota dường như đã lắng nghe khách hàng nhiều hơn bằng việc trang bị những trang thiết bị tiện nghi hấp dẫn lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc xe có giá bán dưới 1 tỷ đồng của mình, như đèn trước, công nghệ LED, hai chế độ lái và đèn nội thất. Ngoài ra, trang thiết bị an toàn cũng được bổ sung 7 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử. Những điều này góp phần thay đổi quan điểm xưa giờ của khách hàng về thương hiệu Toyota. Phần đánh giá chi tiết và cảm nhận chiếc xe sẽ được ô tô Sài Gòn gửi đến các bạn trong clip sau.